Xin chào cả nhà. Số ngầu biển Hải Phòng bên em nay lại tiếp tục lên sóng cho các bác dòng nồi áp suất vãi các bác nhé. Bây giờ em sẽ vào chi tiết từng em một để cho các bác theo dõi. Em lên một em đầu tiên, em này là dòng Fiddler Vitavit hàng chuẩn Đức nhé các bác nhé. Con này dung tích là 6,5 lít này các bác này. Đây, thương hiệu Fiddler. Doang zin luôn, mới tinh luôn nhé các bác nhé. Này, doang đẹp chưa? Đấy, doang đẹp luôn đấy. Doang này là doang chuẩn Fiddler nhé các bác nhé. Đây cho bác xem này, hàng Fiddler này. Đây, doang zin này. Toàn bộ doang zin nhé các bác nhé. Đấy, còn mới nguyên, doang còn đẹp luôn nhé các bác nhé. Rất là mềm mại, đẹp luôn. Đây, mặt bên trong này các bác nhìn này. Đẹp nhé các bác nhé. Toàn bộ cái phần inox đẹp luôn. Fiddler Vitavit, con này dung tích 6 lít, đây là van nhé các bác nhé. Khi mà áp nó căng nó sẽ đẩy cái này lên. Nó đẩy cái phần nhân trắng này lên tầm một lửa đốt ngón tay. Lửa đốt ngón tay nhé các bác nhé, đây này, nó sẽ đẩy lên. Đây, nó sẽ đẩy lên như thế này. Đấy. Và khi nó hết hơi, hơi áp nó sẽ xì hết thì nó sẽ tụt xuống. Đấy, nó sẽ tụt xuống như thế này nhé các bác nhé. Và hơi thừa nó sẽ xì qua đây. Con này chân tay đẹp nhé các bác nhé, không vỡ, không cháy, không nứt bất kỳ chỗ nào. Đây lồi bên trong đây. Và với cái con như này dung tích 6 lít thì đường kính của nó như này nhé các bác nhé, để các bác áng chừng này. Để biết được là gia đình mình đông người, ít người sử dụng như nào. Như con này đường kính 23,5 phủ bì này. Sâu đây các bác nhé, sâu 18. Đấy. Đây các bác này đun từ ok nhé các bác nhé. Đun từ ok. Đây Fiddler này. Áp của con này đây, Make in Germany đây. Thường bọn này là dung áp của nó rơi vào tầm 150 kPa. Chân tay đẹp nhá, tay đẹp chưa? Đấy. Tay không cháy nhá. Đây inox đây các bác này. Bên trong nồi bên trong đây, đẹp sáng bóng nhá. Con này 6 lít em bán 1,2 triệu này, bao ship cho các bác đã test kín hơi nhanh nhừ, bảo hành cho các bác 3 tháng nhá. Mã V2. 6 lít này, 1,2 triệu. Vitavit chuẩn Đức. Made in Germany. Tiếp theo em lên cho các bác con này là dòng Underchef nhé các bác nhé. Con này áp của nó là 140 kPa này. Đấy, con này đẹp chưa? Mới tinh luôn. Đây các bác nhìn bên trong, bên ngoài này. Đấy, các bác nhìn chưa? Mới luôn nhé. Đây thương hiệu Underchef này. Dung tích 3.0 lít này, áp 140 kPa này. Đây, inox đẹp sáng bóng, chân tay đẹp nhé các bác nhé. Nồi đẹp chưa? Toàn bộ này đun từ ok nhé các bác nhé. Và khi dòng này các bác đun lưu ý này, kéo lên như này là các bác mở ra. Đấy. Và khi các bác đặt nồi lên bếp thì các bác phải kéo xuống này để khóa nhá, khóa này, khóa tay này. Nó sẽ không bị gió nước. Đấy, và nguyên tắc bắt buộc phải số khóa. Và khi đun hơi, áp nó căng nó sẽ đẩy cái phao này lên và hơi thừa nó sẽ xì qua đây. Bọn này áp căng lắm. Khi mở thì các bác kéo lên như này cho em nhé. Mở. Đấy. Ok chưa? Doang đẹp luôn. Trắng tinh. Mặt đẹp nhá, inox đẹp luôn đấy các bác nhìn này, tất cả những cái điểm nó rất là trắng đẹp. Con này bên trong nó có một cái chân hấp như này nhá các bác nhá. Đấy. Nồi bên trong đây các bác này, inox đẹp sáng bóng luôn. Đấy. Ngoài bên ngoài nhé các bác nhìn nhé, inox sáng quắc quắc luôn đấy. Con nồi rất là đẹp, màu lâu tây luôn. Kết hợp với nhau rất là đẹp luôn, sang xịn mịn, đẹp chưa ạ? Đấy. Đây là dòng van đặc thù của dòng Underchef. Chỉ có cái dòng này nhé các bác nhé, không có gì thay thế được. Kéo xuống như này là khóa, đẹp không? Con này em bán 750.000, 3,5 lít mã V1. Bao ship bảo hành cho các bác 3 tháng, đã test kín hơi nhanh nhừ nha các bác nhé, được tặng thêm một cái chân hấp. Tiếp theo em lên cho các bác một con nồi Đức này các bác này. Con này thì quá đẹp luôn. Gọi là vip vip luôn, nó mới tinh gần như chưa xài nha các bác nhé. Đây, các bác lưu ý khi sử dụng cái dòng này đóng mở như sau. Trên đây nó có một cái chấm nhô lên như này và trên nắp vung nó có một cái chấm tròn trắng này các bác đóng này. Đấy, đúng chưa? Khi nó phải đẩy được cái này ra thì mới là khóa nha các bác nhé. Đem quay bên ngoài cho các bác. Con này chuẩn Fiddler dung tích 4,6 lít nha các bác nhé. Mới tinh luôn, hàng này gọi vip vip luôn này. Thương hiệu đây các bác này, Fiddler. Made in Germany, áp con này 150 kPa thì áp căng không? Áp lên đến 150 kPa là áp quá căng luôn này. Đấy. Linh bọn này thì siêu nhanh nhừ luôn đấy các bác nhìn inox. Con này nó mới lắm, mới dã man. Đây bên trong này các bác nhìn bên trong nó mới như thế nào. Doang này. Đã dùng đâu, con này chưa xài luôn nhé các bác nhé. Do nó còn mới như thế này cơ mà. Con này gọi là mới tinh luôn đây các bác nhìn này. Chưa sử dụng nhé. Lồi bên trong không có một vết xước nào luôn. Đấy, chân tay còn quá đẹp luôn. Con này chưa xài luôn nhé các bác nhé.
inox đẹp sáng quắc quắc luôn này. Thương hiệu Fiddler này, chuẩn Đức nha các bác nha, Made in Germany chuẩn Đức, lồi bên trong đẹp xuất sắc. Đây những cái gioăng chuẩn xịn của nó này. Đóng nha các bác nhé, sập vào, sập nhẹ lắm, bọn này sập vô cùng nhẹ. Và khi mở, ta bóp tay vào đây. Đấy, bọn này hơi, nó sẽ đẩy qua cái phao này nha các bác nhé. Khi áp căng, nó sẽ đẩy cái phao nhô lên. Mở nha các bác nhé, bóp vào đây, mở, rồi, ok rồi, đóng, rồi. Con này 4,5 lít, em bán 1,5 triệu bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 3 tháng, đã test kín hơi nhanh nhừ. Mã V4 nha các bác nhé, 4,6 lít, dung tích 4,6 lít. Mới tinh, mới đến gọi 99% luôn, chưa dùng. Tiếp theo em lên cho các bác con này nhé. Con này dung tích 3 lít này. Con này là dòng Niben chuẩn Nhật nhé. Con này em bán 700.000 mã V3. 700 mã V3 nha các bác nhé. Con này nó mới lắm, bên trong này các bác nhìn. Mới chưa? Ây, còn bóng nguyên đấy. Bóng nặng luôn, chưa dùng. Đây các bác nhìn này, không có một vết xước nào luôn này các bác nhìn chưa? Đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Này, các bác nhìn này, đẹp xuất sắc luôn. Ê, thương hiệu đây. Ê, từ cái phần đáy nó các bác nhìn này, về rửa qua luôn đấy ạ. Liben dung tích 3 lít, thương hiệu Takatoshi chuẩn Nhật nhá. Tay chân mới tinh luôn, chưa dùng. Đây các bác nhìn này, chưa dùng luôn nhá các bác nhá. Thật sự luôn, con này chưa xài luôn, bên trong này. Đây, gioăng đây, mới tinh luôn. Mặt đây, mặt đây là do những cái kiểu mình đặt con nọ chồng lên con kia ấy, nó chỉ hơi bị xước thôi. Đấy, hơi bị xước nhẹ cái phần mặt inox thôi. Còn đâu nhá, quan trọng là cái gioăng này đẹp không. Cái nồi này, đây, nhìn nồi dùng hay không biết ngay, chưa dùng rồi. Tất cả những cái nếp sóng vẫn còn nguyên, chưa có một tí gợn nào. Đáy này, con này 700.000 mã V3 nhá các bác nhá. Dung tích 3 lít 700.000 mã V3. Đã rét kín hơi nhanh nhỉ, dùng dễ lắm. Con này khi khi áp căng, nó sẽ đẩy qua cái phao này, và hơi thừa nó sẽ xì qua đây. Đấy các bác muốn mở vung ra thì các bác bóp tay này, hơi nó sẽ xả đi nha các bác. Con này 700.000 mã V3 dung tích 3 lít. Tiếp theo em lên cho các bác con này dung tích 4 lít này các bác này. À 4,5 lít này. Con này cũng là thương hiệu Liben chuẩn Nhật nhé các bác nhé. Takatoshi đun từ ok, con này 900.000 mã V9. Cách thức sử dụng như con vừa lấy. Đấy, do mới tinh nguyên bản. Mặt inox đẹp sáng bóng. Đây con này cũng quá mới luôn. Đây các bác nhìn chưa? Mới luôn đấy ạ. Đây, Liben thương hiệu Takatoshi Liben. Dung tích 4,5 lít. Chân tay đẹp nhé các bác nhé. Nhìn chưa? Không vỡ, không cháy, không nứt, không oxy hóa. Cái bọn tay này rất là đun nhiều, rất là hay bị cháy. Như vừa rồi về một lô cháy gần hết tay luôn, thanh mỹ có 500.000 một cái. Đây các bác nhìn tay ăn đẹp này, không dùng. Nó có dùng, nó cũng dùng ít nhé các bác nhé. Đây, các bác nhìn phần đáy inox sáng bóng luôn, nồi bên trong này, mới tinh luôn. Con này 4,5 lít, 900.000 mã V9. Hàng bên em đã test kín hơi nhanh nhừ nhé các bác nhé. Tiếp theo em lên cho các bác một con này, Wonder Chef này. Con này dung tích 3 lít nhé. Con này em bán 700.000 mã V13. Đấy, áp 140 kPa này. Đây gioăng này, gioăng zin của con này là màu đen. Đấy, gioăng zin, gioăng xịn của nó đấy. Đầy đủ hãng và đầy đủ hệ thống tem mác xuất Nhật này. Đây. Con này áp 140 kPa thương hiệu Underchef dung tích 3.0 lít nhá các bác nhá. Mặt inox đẹp này các bác nhìn này. Đấy, tay chân đẹp luôn nhá. Con này em bán 700.000 mã V13. 3 lít 700.000 mã V13. Tiếp theo em lên cho các bác một con Đức này. Con này đẹp lắm, con này chưa xài luôn. Con này dung tích 2,5 lít nha các bác nhé. Em bán 900.000 mã V12. Con này chưa dùng luôn này các bác này. Sao em bảo chưa dùng đây. Các bác nhìn cái gioăng. Nhìn cái gioăng, nhìn cái phao của nó này. Đấy, toàn bộ những cái điểm này của nó các bác nhìn mới chưa. Riêng cái dòng này nhá, mà dùng nhiều cái này nó rất hay bị ngả màu. Con này cam kết với các bác là chưa dùng. Gọi là chưa dùng mấy. Đấy, hàng bãi này bảo chưa dùng thì các bác này bảo không ấy, nhưng mà đúng là nó dùng cực kỳ ít luôn nha các bác nhá. Dung tích 2,5 lít. Đây gioăng zin nguyên bản, đẹp không, đẹp xuất sắc như mới luôn. Hàng Made in Germany này, chân tay hãng còn rất là đẹp luôn. Đây lồi bên trong đây các bác nhá. Này, đây, Made in Germany. Áp bọn con này là 130 kPa inox đây các bác nhá. Tay chân đẹp nha các bác nhìn này. Tay chân đẹp, inox sáng bóng luôn.
Con này quá đẹp đấy, dung tích nó ghi bên cạnh đấy nhá, 2.25 lít. Con này 2,5 lít thì đường kính của nó sẽ là như thế này. Đấy, đường kính 18, sâu 11,5 nhá các bác nhá. Made in Germany, nồi Đức này. Con này sử dụng như sau, kéo lên như này là khóa các bác nhá. Kéo này, cái phần tay ở đây này, kéo xuống như này là mở. Đấy, thấy chưa? Các bác khi các bác đun đặt lên bếp, các bác kéo như này khóa vung cho em nhá, nước nó không bị xì ra. Đấy, và khi đun cái phao này nó sẽ đẩy lên này, được chưa? Con này dung tích 2.5 lít, nồi áp suất Đức, chuẩn Đức luôn, hàng thương hiệu. Con này mới, độ mới quá cao luôn nhá các bác nhá. À, giòn zin nguyên bản. Nồi bên trong quá đẹp, đỉnh luôn. Con này gọi là mới đến 99% luôn nhá các bác nhá. Đẹp xuất sắc. Em bán 900 nghìn mã V12. Đã test khí hơi nhanh nhừ. Tiếp theo em lên cho các bác mội lại là một con nồi Đức nữa này con này. Con này dung tích 3,5 lít nhá các bác nhá. 3,5 lít. Con này nó giống vừa đấy, giống như cái con vừa lẫy. Đấy, giống hệt cái con 4.6 đấy các bác ạ. Đây, bóp vào đây, mở. Ok chưa ạ? Đây, giòn đây. À, nồi Đức nhá, 3,5 lít. Đây, hàng đã vệ sinh sạch sẽ, filler này. Nồi bên trong đẹp đấy nhá các bác nhá. Đấy, filler này, dung tích 3.5 lít này. Con này áp của nó cũng là 150 kPa. Made in Germany. Chân tay đẹp nhá các bác nhá. Chân tay không vỡ, không cháy, không nứt. Nồi bên trong rất là đẹp luôn. Con này doang đẹp, hãng là rất là mềm mại, chuẩn va doang luôn, doang xịn luôn. Xịn xò luôn nhá các bác nhá. Nồi Đức. Con này 3,5 lít em bán 1.1 triệu bao ship nhá. Đã bảo hành. Bảo hành cho các bác 3 tháng. Đã test khín hơi nhanh nhừ. Chuẩn Fitler của Đức. Tiếp theo em lên cho các bác con này. Con này ở Tefal nha các bác nhá. Con này dung tích 5 lít này các bác này. Em bán 1.7 triệu nhá. Bao ship đã test khín hơi nhanh nhừ. Đây, van đây. Cái chế độ này là chế độ lấu và chế độ này là chế độ xả hơi. Nhá các bác nhá. Cái dòng này là dòng vung gập, gập lên gập xuống, nó là dòng đời mới. Giòn zin nguyên bản nha các bác nhá. Giòn zin nguyên bản. Tất cả đã test ngon lành hết rồi. Mặt inox đẹp nha các bác nhá. Đây lồi bên trong. Lồi bên trong con này nó là một tráng lớp men chống dính này. Đấy. Các bác có thể rán chiên xào lấu vậy, lồi đa lăng luôn, làm bất kỳ gì cũng được. Ok chưa? Lớp chống dính của nó hãng rất là mới luôn nhá các bác nhá. Riêng cái dòng lớp chống dính của dòng Tefal ấy, như cái dòng chảo Tefal ấy, hàng thương hiệu ấy, thì chống dính rất là tốt, siêu tốt luôn. Đây con này Made in France, dung tích 5 lít nhá các bác nhá. Đấy, tay chân đẹp này các bác nhìn chưa? Tay chân đẹp. Con này đẹp lắm. Gần như mới luôn, thật sự luôn đấy. Lớp chống dính không có một vết xước vết xác gì. Em bán con này 1.7 triệu, mã V8 nhá các bác nhá. Hàng bên em đã test kín hơi nhanh nhừ. Áp con này là 120 kPa. Đấy. Dung tích 5 lít này, 1.7 triệu. Mã số mã V8, mặt inox kết hợp với trắng đỏ rất là sang xịn đẹp luôn, dòng tay gặp đời mới cho các bác nhé. Toàn bộ cái phần này này, các bác nhìn này, không hề xước xác thì đẹp luôn ạ. Bọn đấy đun từ ok nhá. Tay chân đẹp nhá các bác nhá. Đẹp như mới luôn, xuất sắc. Tiếp theo, đầy mê là pin luôn này. Lên cho các bác một con Wonderjet, con này cũng hàng thương hiệu luôn. Wonderjet nha các bác nhé. Con này dung tích 5,5 lít này các bác này. Hai màu kết hợp với nhau, trắng hồng, à đen hồng. Con này như này là khóa vung này các bác nhé. Đấy, muốn mở kéo tay lên. Đấy, mở luôn này các bác này. Doang đây, doang đó. Gioăng con này hãn rất là đẹp nhá các bác nhá. Gioăng đẹp nhá, xanh ngắt luôn. Để các bác lưu ý khi đóng gioăng, khi vệ sinh gioăng xong các bác đóng, không được để nó lên trên mặt như này nhá. Các bác không đóng được đâu ạ. Các bác phải kéo nó xuống như này. Đấy. Nó kéo nó xuống qua cái chấm đen này nhá các bác nhá. Ta mới đóng được vung nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn con này này. Đẹp chơi như mới, tất cả những cái điểm này các bác nhìn này, trắng tinh, trắng mút luôn. Đấy. Gọi là dùng rất là ít luôn nhá các bác nhá. Dòng này là dòng VIP của dòng Wonderjet luôn đấy ạ. Đây lồi bên trong đây, đẹp chưa? Xuất sắc luôn này. Đây các bác nhìn này, inox sáng bóng luôn này. Wonderjet dung tích 5.5 lít, con này áp 140 kPa. Tay chân đẹp nhá các bác nhá. Lồi hai đáy dày lặng chắc chắn này. Đun cực kỳ siêu nhanh nhừ luôn, Wonderjet. Dòng đời mới nhất bây giờ đấy. Đóng rồi.
Bác đóng, khi đóng cái dòng lồi hai tay thì mình phải bóp hai tay như này thì nó dễ đóng hơn nhé các bác nhé. Đóng hai tay vậy này. Đây, đây, dễ đóng thôi. Đấy, còn khi xong ấy là các bác kéo cái tay xuống này cho em. Đấy là khóa vung nhé các bác nhé. Đấy, hơi thừa nó sẽ xì qua đây. Và van đóng mở thì đây, cái này nhá, khi đóng lên và áp căng nó sẽ đẩy lên. Lưu ý khi đun cái van này này, các bác dựng thẳng lên như này nhá, hơi nó sẽ không bị xì đi. Các bác nhớ nhá. Còn các bác muốn xả van đi thì các bác nghiêng cái van đi giúp em. Này ok chưa? Cái này nó quá đẹp luôn, nó gần như mới chưa dùng luôn ạ. Em bán này 1,3 triệu nhá các bác nhá. V11 dung tích 5,5 lít, đẹp xuất sắc luôn. Tiếp theo em lên cho các bác con này. Con này là một con nồi Đức này. Con này dung tích 3,5 lít, thương hiệu Fiddler Vitavit. Con này em bán 900.000 mã V7 nhá các bác nhá. Quay bên ngoài cho các bác này. Đấy, thương hiệu Fiddler. Mấy cái này nó là cái băng dính, về nơi nó quấn băng dính, đánh nó chưa sạch lắm. Bác nào lấy thì em đánh qua, đánh sạch đi. Đây, thương hiệu Fiddler, dung tích 3,5 lít nha các bác nhá. Dòng này đi siêu nhanh nhừ. Đây, khi mở các bác lưu ý này, kéo cái tay lên. Một tay kéo, một tay đẩy nhá các bác nhá. Đấy, nồi bên trong đây. Đây con này giòn đây. Giòn con này cũng hãng còn mềm mại nhá, hãng còn giòn con này rách rồi. Thôi, con này bỏ qua. Ui, mà chân quá. Lại xem con này nào. Tiếp theo em lên cho các bác một con nồi Pháp này các bác này. Con này dung tích 4.5 lít nha các bác nhá. Giòn zin nguyên bản, mặt inox đẹp nha các bác nhá. Đấy. Con này van của nó có hai chế độ linh này, một là linh củ quả, hai là linh xương nhé các bác nhé. Nó giống như những cái dòng nồi áp suất khác bên em lên rất là nhiều rồi. Linh xương sẽ là cái hình đùi gà này, đối diện với cái chấm đen này nhé. Đấy, đây là đang chế độ linh xương. Muốn linh củ quả này, ta quay cái van này, van xanh này. Đấy, làm sao cái hình củ cà rốt này nó đối diện với cái chấm đen này, nó đều có những cái khứa đây này các bác này. Đấy là đang linh củ quả nhá, và muốn xả hơi ạ. Xả này. Đấy, nó về cái hình như cây thông này các bác nhá. Đấy, cho nó về đúng cái chấm đen này là xả, và muốn vệ sinh van. Muốn vệ sinh van ta quay ngược lại để cho nó về cái nút 0.0 này, về nút này là ta nhấc được cái van lên để ta vệ sinh nhá các bác nhá. Đấy. Con này van này, à gioăng đẹp luôn này, mặt inox đẹp nhá các bác nhá, lồi bên trong đẹp luôn. Đây, make in Frank dung tích 4,5 lít này các bác này. Dòng Pháp, một tay dài, một tay ngắn. Nồi con này rất là đẹp luôn các bác này. Đẹp. Con này em bán 1,2 triệu mã V10 nhé. Dung tích 4,5 lít. Rồi bác nào lấy con nào thì alo em số điện thoại 0934230664. Kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ gửi chi tiết. Đấy, bác nào lấy thì em sẽ gửi chi tiết cho các bác. Hàng bên em cọc hàng lên đơn các bác. Cọc cho em 100.000 của lại nhận hàng, được kiểm tra hàng và thanh toán nha các bác nhé. Giá trên đã bao gồm tất cả là ship rồi. Đấy. Và các bác được bảo hành 3 tháng. Rồi, xin chào các bác ở các video sau.